Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 60. Những đức đọc một công đoạn này, mỗi người niệm Phật của chúng ta khi mình nghe, tự hỏi lại mình coi mình có dính cái bệnh này hay không. Mỗi ngày phát nguyện cầu sanh cực lạc, muốn vãng sanh đều dữ lắm. Nhưng nếu Phật A Di Đà mà bất chợt đến, ngày rước mình đi, bản thân mình có đi theo liền hay là còn chần chờ gì nữa quý vị? Chỉ nghe câu đoạn này nè. Tự hỏi lương tâm, nếu hiện tại Đức Phật A Di Đà hiện thân trước mặt chúng ta, mở rộng cánh cửa của thế giới cực lạc ở phương Tây để tiếp dẫn chúng ta đi về với Ngài, ngay tại đây, người có nguyện đi ít lại càng ít. Đây là do người tu học pháp môn tịnh độ có niềm tin nhưng không được sâu, có nguyện nhưng nguyện không tha thiết, có thực hành nhưng thực hành không đủ sức, quyến liếng khỏi ta bà đối với danh lợi thế tục, tình duyên con cái nhiều thứ ràng buộc, vẫn còn nhiều duyên không buông xuống. Mọi người tự hỏi lương tâm mình đối với thế giới cực lạc, ba món tư lương, tính nguyện và hạnh của bạn đầy đủ được bao nhiêu đối với danh lợi trần duyên của thế giới ta bà, bạn đã buông bỏ được bao nhiêu? Tính nguyện hạnh. Chư tổ sư dạy, người niệm Phật được giải sanh hay không là do tính nguyện kiên cố hay không. Cái hạnh là niệm Phật đó quý vị. Tính là lòng tin kiên cố. Nguyện là chỉ có đúng một nguyện cầu sanh cực lạc. Tất cả những gì người niệm Phật của chúng ta làm, mục tiêu là nguyện sanh cực lạc. Tin chúng ta niệm Phật nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Lòng tin này thật kiên cố. Nguyện thì đúng một nguyện cầu sanh cực lạc. Nên những đức đã từng có đoạn chia sẻ rằng, những người mang nghiệp phá thai hay tạo nghiệp chướng gì đi chăng, nhưng khi nghe được pháp môn niệm Phật, chỗ đặc biệt nhất sám hối đó là nguyện sanh tịnh độ chung. Nhớ kỹ, khi chúng ta phát nguyện sanh tịnh độ, đây là tâm thật sự cầu sám hối. Dù chúng ta có nói gì cũng không bằng cái việc niệm Phật nguyện sanh tịnh độ chung. Đã là mình muốn sanh cực lạc thì tức khắc những sự trở ngại hay bất cứ nghiệp duyên khảo đảo gì chúng ta cũng sẽ vui trả ở cõi ta bà này. Vì chúng ta nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc, đến với cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi, chúng ta phát nguyện chính nhất đó là nguyện sanh tịnh độ chung. Nên tất cả những người niệm Phật của chúng ta tự hỏi lại chính mình, tâm nguyện sanh cực lạc của chúng ta được bao nhiêu phần trăm? Và cái tâm mà dính thăng bằng quyến thuộc, dính của cải thế gian,
dính con cháu của mình bao nhiêu phần trăm. Tuy là mấy mươi năm cuộc đời của mình đều dành trọn vẹn cho gia đình người thân, nhưng đến tuổi già mình được gặp Phật Pháp, nhưng đến lúc này quý vị có nhận thức được cái việc sâu sắc của mấy mươi năm đã dành hết cuộc đời mình cho gia đình chứ? Rồi cuối cùng đổi lại cho chúng ta là được gì? Nếu như chúng ta không gặp Phật Pháp, rồi họ sẽ giúp chúng ta cái gì trên con đường giải thoát? Hãy nhận thức cho thật là sâu sắc, rồi chúng ta sẽ có sự chọn lựa. Và sự chọn lựa của chúng ta là cực kỳ kiên cố, rất mạnh mẽ, biết đó. Có những người ở trong chùa đang ở yên vậy, con cái vào nói chuyện nhà, chuyện này chuyện kia cái là hết tù, búng rũng tay chân hết tù, buồn, lo. Phải chi mình mà tính nguyện kiên cố thì mình nghe những điều đó mình cực kỳ bình thản. Tại vì sao? Trong lòng mình nói rằng mấy mươi năm cuộc đời mình đã trao hết cho gia đình người thân. Khi đi vào trong chùa có khi của cải vật chất đều là chia hết cho con cháu. Bản thân của mình có gì đâu. Đây là trách nhiệm của con cần phải giải quyết vấn đề. Cũng như cuộc đời của cha mẹ ngày xưa cũng vậy. Khi có gia đình thì cha mẹ chỉ lo bồi dưỡng cho một gia đình của cha mẹ. Mấy mươi năm đến khi cha mẹ tuổi già, đến khi các con cũng phải tiếp nối việc này. Cha mẹ rất may mắn, bây giờ được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, được nghe Phật Pháp, được tu hành. Bây giờ con đem những việc rắc rối của bản thân con đưa cho cha mẹ. Cha mẹ đã hiểu việc nguyên lý mà cha mẹ phải buông xuống như thế nào rồi. Cha mẹ bây giờ già không còn gánh vác gì cả, có đưa cho cha mẹ cũng gánh vác không nổi. Phải có góc độ cực kỳ sâu sắc như vậy mới được. Nếu không thì con cháu vô nói mấy câu chúng ta đã bụng rụng tay chân không tu hành nổi. Rồi khi một hơi thở chúng ta thở ra không hít vào, họ giúp chúng ta được gì? Họ giúp chúng ta được gì? Con đường đi vào tam độ ác đạo họ còn đẩy chúng ta đi sâu thêm. Chưa chắc họ đưa chúng ta lên bớt, nhưng mà họ còn đẩy mình đi sâu thêm. Có những con người mấy mươi năm cuộc đời tạo nghiệp chướng, đến khi chết rồi thì sát sanh hại vật làm thêm. Mặn từng mỗi từng thắt đều sát sanh hại vật, mỗi năm đám dỗ tiếp tục sát sanh hại vật, đều là đẩy chúng ta càng đi sâu vào trong tam độ ác đạo. Họ không kéo chúng ta lên được chút nào, họ còn đưa chúng ta sâu vào tam độ ác đạo. Việc này quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi, phải hay không? Họ nói họ cũng đâu có muốn làm như vậy, nhưng thật sự việc làm của họ là như vậy. Tại vì sao? Họ không biết làm việc gì để giúp cho ông bà cha mẹ. Bản thân họ đẩy ông bà cha mẹ đi sâu vào tam đồ ác đạo. Nhưng vậy họ thì họ lại không nghe. Họ nghĩ theo việc thế gian. Giống như trong chùa, có ngoại có một cái chú này, gia đình miền quê thì gần biển, sát sanh hại vật. Bà cụ ở nhà nằm bệnh đau tiểu đường, gia đình lo cho bà cụ cũng cảm thấy mệt mỏi lắm à. Khi đưa bà cụ vào trong chùa bà niệm Phật, trong vòng đâu một tháng chờ thì bà nhẹ nhàng ra đi. Nhà chùa hộ niệm này kia cho bà, thì gia đình người thân xin đưa bà về làm đám. Nói rằng dòng họ còn nhiều người nói ra nói vào này nọ. Trong lòng mình nói rằng họ không có quyết định để giúp cho cha mẹ họ. Lúc bình thường bệnh đau có gương mặt nào xuất hiện để giúp đỡ chăm lo, nhưng khi chết rồi thì nói lý do này lý do nọ lý do kia, nói này nói nọ nói kia. Bản thân chúng ta cũng không có sự quyết đoán gì cả. Từ ngay những điểm đó thì những người ở trong chùa tu không kiên cố tâm nữa thì thôi vừa thổi với vị. Nếu như chúng ta ở trong ngôi nhà Tam Bảo,
thì cái lực lượng chúng ta sẽ hóa độ người thân mình dễ. Mình bước ra ngoài thì lẻ loi vô cùng, bản thân mình làm sao nói họ được đây? Cực kỳ khó. Nên những đức nói rằng tất cả những người ở trong chùa tu, chúng ta hãy bình thường chúng ta lo tu đi. Đừng bao giờ chúng ta đụng chạm soi bói đến cái chuyện người thân gia đình. Chừng nào họ muốn đưa cha mẹ vào thì bản thân của họ tự phải gặp mình. Bản thân của họ phải cần nhờ mình. Mình phải đưa cái lý do. Còn nếu chưa đủ duyên, đừng phan duyên. Phan duyên thì cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Nên những đức đã kinh nghiệm này. Thời gian ở trong chùa mười mấy năm quá kinh nghiệm. Có những người ở trong ngôi Tam Bảo tu được ba mớ, kiếm điện thoại để điện về, nói này nói kia nói nọ, niệm Phật tốt này tốt kia tốt nọ, nói thời gian đi về luôn. Phải chi đừng nói gì hết, lo tu thì quá đặc biệt rồi. Nói nhiều quá cuối cùng đi về luôn. Mà nói nhiều quá người ta vô đây làm gì? Không khác nào chúng ta có một món đồ tốt mà đi phe phang hạ giá, đi nài nỉ để mà bán thua. Chúng ta tu tập được lợi ích lớn, chúng ta chỉ là đủ duyên, chúng ta nêu lên cái việc lợi ích tốt đó thôi. Bản thân mình phải làm, người ta thấy tốt người ta thích chạy lại, đó là người ta chạy đến, người ta nhờ mình. Còn đối với người thân gia đình của mình thì bản thân chúng ta khi đủ duyên có một chiếc máy nghe pháp gỡ tặng cho họ, đó là cái việc rất đủ duyên là được rồi. Còn ngoài ra bản thân mình tuyệt đối không bao giờ dùng điện thoại về nhắc này nhắc kia nhắc nọ, hỏi này hỏi kia hỏi nọ, đó là đi ngược lại quy tắc trong chùa của mình sắp xếp, không đúng. Người này có chừng không độ được người thân mà bị người thân độ ngược lại. Hoặc là ở trong chùa mà mượn điện thoại Phật tử, Phật tử nào cho mượn điện thoại là Phật tử đó sai. Sai. Tại quy tắc trong chùa không cho mượn. Không cho mượn đây là giúp đỡ họ. Bản thân họ ăn cơm chùa, được nhà chùa lo. Bản thân họ mấy mươi năm trong cuộc đời đều lo cho một gia đình riêng. Nhận họ chưa bao giờ đưa lên cái giá rằng bao nhiêu tiền đóng vào chùa. Nhà chùa lo từ A tới Z, lo sạch hết. Mà họ ở chùa mà họ còn lo cho cái chuyện gia đình của họ, thì bà làm sao phù hợp cái nhân duyên họ được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Nên khuôn chắc họ ở trong chùa yên tâm mà lo tu đi. Đó là cái tâm giúp họ đó. Còn để họ mà nếu chùa mình mà nếu ai cũng xài chiếc điện thoại, chùa mình sao tu? Sao tu đây? Nên những đức nói với các anh em trong chùa, cả các anh em giảng pháp luôn, đừng bao giờ tin nhắn hay điện thoại qua lại Phật tử. Giảng pháp xong, làm phim xong đưa lên mạng. Không cho họ biết gì bản thân mình. Tại vì bản thân của các anh em đang yên lo tu. Cả cái việc bình luận các anh em tắt chế độ bình luận luôn. Vì sao? Vì các anh em giảng pháp là đang yên cho họ nghe thôi, chứ không phải là phát tiếng trong thời điểm này. Nên không cần làm gì đó luôn, yên luôn để khỏi cần nghe, khỏi cần thấy, khỏi cần biết gì hết. Mình chỉ lo giảng pháp thôi. Những đức nói rằng trong vòng 3 năm, 5 năm sau sức định anh em các rất sâu. Không nghe, không thấy, không biết. Vì đây là gì? Mấy anh em không có cần lo cho chùa. Mấy anh em chỉ làm cái trách nhiệm đó thôi. Không cần mở bình luận luôn. Đã không cần mở bình luận thì xài điện thoại làm gì? Giỏi lắm xài chiếc điện thoại là để chúng ta quay phim lại, làm phim. Tiếp đối, tắt hết tất cả trang Facebook này nọ hết luôn. Chỉ có giảng pháp đưa lên mạng. Kiên nhẫn cứ làm hoài như vậy. Người nghe không biết tin tức của người này là ở đâu, không biết người này là ở chỗ nào. Thí dụ, dù có biết cũng thấy đúng là người này đặc biệt. Không cần phát tiếng tâm gì cả. Như vậy mà tiếng tâm lại phát triển cao. Mấy anh em mà thử thí nghiệm như vậy, nếu bản thân những đức mở trong một ngôi chùa, được người trong chùa cho mình cơ hội này, những đức sẽ làm như vậy. Vì sao? Những đức không cần phát tiếng tâm, nhưng thật sự phát tiếng tâm. Không có qua lợi tin nhắn gì với ai cả.
không dùng điện thoại qua lại với ai cả. Quý vị coi, những đức nuôi chúng 2.000 con người mà những đức còn không xài điện thoại. Không có ai mà điện thoại cho những đức được cả. Vì sao những đức có điện thoại đâu mà người ta điện được? Nếu như điện trong chùa mà để gặp những đức được thì không khác là những đức xài điện thoại. Những đức đã không xài điện thoại gì, những đức tránh cái chuyện gọi điện thoại qua lại, nhắn tin qua lại. Nếu mà như mà gọi điện thoại cho một mấy chiếc điện thoại nhà chùa được mà gặp những đức thì không khác nào những đức cũng xài điện thoại. Những đức nuôi chúng đông như vậy mà những đức còn duy trì như vậy. Nên bản thân mọi người chúng ta phải nhận thức sâu sắc, phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Như vậy thì thật sự mình tu học Phật pháp mình sẽ được lợi ích rất là lớn. Lợi ích này lớn dữ lắm. Những gì như đức hướng dẫn các anh em mà chân thật làm đi, các anh em sẽ được lợi ích cực kỳ lớn luôn. Con đường này như đức đi qua, như đức kinh nghiệm quá rồi. Thì chính bản thân như đức ở một nơi lo hướng dẫn Phật pháp mà phát triển như vậy, chứ đâu phải mà như đức xài điện thoại liên lạc qua lại với ai đâu, còn gây thêm sự phiền phức. Sự im điềm mà phát huy nó mới thật sự là người ta tiếp nhận mình. Như trong chùa mình là những đứa không xài điện thoại gì cả. Sau này chúng ta phát triển mạng internet, không phải ngày xưa những đứa mới đến đây đã làm, mấy năm sau mới phát triển. Nên từ nơi đó mỗi người khi im điềm chia sẻ Phật pháp được là điều rất hay, là sự hộ trì của Tam Bảo có cuộc sống như mình rồi, không cần phải bận tâm lo lắng đến. Về sau mới có cơ hội đặc biệt. Người này đỡ tối đa về tác dụng phụ. Hay lắm. Nên một câu Phật hiệu này là báu vật vô giá đó quý vị. Thật sự, một câu Phật hiệu này là báu vật vô giá đó. Nếu như quý vị biết chăng biết cái báu vật này mà chăng thật mà áp dụng đi, cái lợi ích đúng là bất khả tư nghị. Thời tiết nóng bức, cuộc sống làm ăn khó khăn, tại gia đình quý vị nếu có ngôi Tam Bảo, sáng tối dụng công niệm Phật lễ Phật, lúc rảnh lễ Phật, lúc bị rảnh đi cái lễ Phật đi, quý vị sẽ thấy có những cái kỳ tích lạ kỳ xuất hiện trong cái cuộc đời của quý vị. Những đức mỗi ngày làm việc nấu ăn này kia hướng dẫn Phật pháp, cả lên chánh điện tu, những đức còn không lên chánh điện tu được luôn, nhưng cũng không cản được cái việc niệm Phật lễ Phật của những đức. Trên phòng rảnh lúc nào niệm Phật lễ Phật, từ bên chùa Hộ Pháp qua các điểm chùa kia ngồi trên xe niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cố gắng nhớ Phật niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Thật sự mà nói, niệm Phật không có ai cản được mình hết, chỉ có cái mình không niệm Phật được thôi. Nên Đại Lão Hòa Thượng Hay Hiền ngày có câu nói rằng: niệm Phật không trở ngại làm việc, làm việc không trở ngại niệm Phật. Nên chúng ta được đi đến chùa, nhà chùa chỉ mình một phương hướng tu tập, hướng dẫn mình một phương hướng tu hành. Nhà chùa đặt tượng Phật gỡ tặng khắp nơi nơi. Chỗ phát động chương trình tặng tượng Phật, từng nhà thờ Phật có phương pháp tu tập. Đây là chỗ lợi ích cực kỳ lớn. Nhiều người nghe như đức giảng pháp, càng nghe thì càng buông cái tình chấp nặng nề, càng nghe thì càng thông tâm, càng nghe thì càng an lạc, càng nghe thì càng vui vẻ. Bất cứ mối đạo nào cũng vậy, khi nghe giảng bình dị đơn giản áp dụng, áp dụng sẽ thấy được lợi ích rất lớn. Chưa bao giờ có cái tâm lôi kéo ai hết. Ai đến với mình tu tập, nếu cảm giác đó là lợi ích thì đến. Còn cảm thấy rằng không có lợi ích gì thì quý vị đi tìm nơi nào cảm thấy nơi đó lợi ích thì tùy quý vị. Nên mỗi một con người phải có góc độ cực kỳ sâu sắc đối với Phật pháp. Nên nhiều Phật tử nói rằng bây giờ mà kiếm một ngôi chùa mà nhiệt tình lo lắng như vậy, chỉ hướng tu rất rõ ràng, có gì nhắc nhở mình rất rõ ràng như vậy, cũng cực kỳ hiếm rồi thầy.
thì quý vị cũng đi tìm kiếm rồi mà. Đi một vòng, đi khắp nơi nơi, đi tứ tung lăng tán. Cuối cùng quý vị đi giết rồi. Giống như những đức bữa Chủ nhật nói một câu: người ta khi đào giếng, người ta kiên nhẫn đào một chỗ, cuối cùng người ta đã có nước rồi. Còn mình thì đi kiếm chỗ, đi vòng vòng đào, dài len dài xuống, rồi tiếp tục đi tìm nữa, đi hoài. Người ta đã có nước rồi, bản thân mình vẫn còn đi tìm. Có những người gặp tịnh độ rồi mà đi đầu này đầu nọ đầu kia đi quá nhiều. Người ta tu tịnh độ đã có kết quả rồi, bản thân mình còn đang đi tìm kiếm. Pháp môn tịnh độ là đi vào tính nguyện hạnh. Tính là lòng tin kiên cố đối với bổn nguyện Di Đà. Nguyện là chỉ có nguyện cầu sanh cực lạc, còn hạnh là niệm Phật đó quý vị. Chúng ta chỉ cần siêng niệm Phật, đó là hạnh tốt. Gặp được Phật Pháp, Phật Pháp có thể cứu cuộc đời chúng ta. Nên những người gặp tịnh độ mà không kiên nhẫn niệm Phật, không siêng năng niệm Phật, thì đúng là bỏ lỡ một đời của mình uổng phí. Thật sự bỏ một đời uổng phí. Mình tu hành, mình nghe Pháp, mình niệm Phật, mình đi chùa, mà cái góc độ của mình còn bị người thân không biết tu kích động thì thua rồi. Người thân mình quý vị hãy nhìn nhận họ. Khi mình khổ, ai là người giang tay cái giúp mình? Họ nói những lời gì để giúp đỡ được mình? Nhưng Đức nói, dù người thân mình có giàu cỡ nào giàu đi lợi sống với họ, chúng ta cũng có làm bù đầu bù cổ. Nếu cái gì thiếu trách nhiệm họ còn đổ tội người thân mà tại sao như vậy? Nên từ nơi đó mà cuộc đời những Đức khi ở ngoài đời nói rằng, thà sống với người dân để kiếm cuộc sống, không sống với bà con dòng họ. Vì sao? Thà người dân, cái gì nó thẳng thắn. Còn bà con dòng họ có khi không nói, nhưng để khi cái miền này giật một cái, nổ một cái bất tử, trở tay không kịp. Nên cuộc đời nhận thức sâu sắc, gặp được Phật Pháp đúng là một giá trị quá lợi ích lớn. Giá trị này không thể nghĩ bàn. Nếu như không nhận thức sâu sắc thì đúng là chúng ta cũng không biết cái giá trị của Phật Pháp thù thắng cỡ nào, dội vàng bỏ lỡ qua. Những Đức nói rằng Pháp môn tịnh độ là Pháp đại thù thắng. Nếu không nhận thức được sâu sắc thì đến tuổi già vẫn để cho luống qua. Thời gian ngắn ngủi còn lại, không biết chân quý để cố gắng niệm Phật. Ai thương mình bằng chính mình thương mình. Bây giờ đi đâu? Bây giờ mình còn trẻ nè. Mình còn trẻ đó. Mà mình đi đến nơi nào ai cho mình ăn không? Cái gì nó cũng có cái giá của nó cả. Đố ai cho mình ăn không đó quý vị. Có ai cho mình ăn không không? Làm gì có cái chuyện quý vị đi đến một nơi nào đó đưa giấy chứng minh, người ta cho quý vị ở, nuôi lo lắng cho quý vị, sắp xếp cho quý vị, tính toán cho quý vị, mọi mặt lo lắng cho quý vị. Đến khi yếu thì được hộ niệm, lo lắng hết trơn đến chết. Ở đâu có chuyện lạ kỳ như vậy quý vị? Có khi việc thật như vậy mà nhiều người nghe qua còn không dám tin nữa. Họ nói rằng làm gì có cái chuyện ở thế gian này có chuyện này. Họ đi đến tận mắt thấy, tận tai nghe. Họ nói ở thế gian còn chuyện này nữa à? Sự thật là như vậy. Tự nhiên một con người xa lạ ở đâu cầm giấy chứng minh đến, nghe Pháp nói rằng con nghe Pháp của thầy, cầm giấy chứng minh đến, con muốn ở trong chùa. Có điều kiện gì? Sắp xếp chuyện gia đình đâu vào đó hết, của cải vật chất cho con cháu hết, quyết định vô đây tu tập. Con có điều kiện đóng tiền gì hay không thầy? Không. Nếu cảm thấy rằng việc này tốt mà mình có điều kiện cúng dường để phụ nuôi người già thì việc đó là mình làm tu phước duyên cho mình. Còn nếu như mình không có cắt bạc nào thì thôi. Ủa lý do lạ như vậy? Lý do thoải mái như vậy à? Thật không? Thật. Quý vị cứ ở thử, chỉ cần chấp hành quy củ cho đàng hoàng. Quý thầy sắp xếp lắng nghe. Lắng nghe cái gì? Niệm Phật. Tới giờ lên chánh điện tu, lên tu. Sống chung, cố gắng hòa thuận giùm. Lý do như vậy à? Các nhà sẵn, nuôi lo lắng hết, chỉ cần giúp giùm.
là hòa thượng sống thôi. Được rồi, vậy thôi à, vậy thôi, chỉ gì đâu. Ủa, có khi có nhiều người trong lòng họ suy nghĩ mình có nằm mơ hay không ta, làm gì có cái chuyện lạ như vậy, tự nhiên đem con người về để nuôi con người và lo cho con người, đến khi chết làm đám đàng hoàng hết cho họ. Có chuyện lạ như vậy sao? Có. Ở thế gian vẫn còn chuyện như vậy. Cả thắng bằng quyến thuộc của quý vị, một người già yếu bị đưa cho nhà họ nuôi, họ có nuôi không? Có nhiều người nói này nói kia, quý vị đi hỏi. Quý vị khi bệnh đau đừng nói già yếu bị bệnh đau, quý vị đem bệnh đau bị đi lại nhà hỏi bị ở thử đi. Thân bằng quyến thuộc của mình đó, anh em ruột của mình đó, lỡ thử đi, vì ở nhà của họ đi, vì thử đi, phải không? Nên nói thì nói rất là hay, nhưng làm đi rồi mới thấy. Làm thiệt hay không thì chính quý vị hãy lỡ đây để tìm hiểu. Rất là nhiều người đến hỏi Nhân Đức, Nhân Đức nói sự thật là 100% như vậy. Nó không phải là 1 năm, 2 năm, mà nó đã có thời gian rất dài, rất lâu. Và lượng người ở đây rất đông, rất đông. Từ nơi đó mỗi người trong chùa Nhân Đức Phiên bị cố gắng niệm Phật. Hàng Phật tử nghe qua chỗ này, quý vị thấy, ồ, chúng ta vẫn gặp một ngôi tam bảo như vậy. Và chúng ta đã biết, và mỗi ngày chúng ta cũng được tu. Và tại gia đình mình cũng có một bộ tượng chính nhà chùa tặng cho mình. Và tiếp tục nhà chùa tiếp tục làm tượng mà tặng. Mong rằng nhiều người đều gia đình có ngôi tam bảo, có thời khóa tu, nghe pháp mỗi ngày, áp dụng tu tập mỗi lúc mỗi nơi. Sự lợi lạc này vô cùng là lớn. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.